Thưa quý vị, tối qua ngày 12 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu và hợp mặt kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2022. Ông Lê Đức Thọ, Quỹ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Quỹ, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư tỉnh đoàn chủ trì hội nghị. Tại buổi đối thoại, cán bộ đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề như giải pháp, chính sách, cơ chế để thu hút nguồn nhân lực trẻ, quan tâm định hướng giới thiệu và tạo việc làm cho thanh niên sau quá trình giáo dục cảm hóa, đề xuất với lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chính sách đãi ngộ cho bí thư chi đoàn, nhất là về bảo hiểm y tế đối với bí thư, phó bí thư chi đoàn ấp khu phố kiến nghị lãnh đạo các cấp quan tâm bố trí đầu ra cho cán bộ đoàn hợp lý đảm bảo phát huy được năng lực sở trường công tác đồng thời đó là quan tâm xây dựng thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh niên thanh niên cũng kiến nghị các biện pháp đồng bộ trong thực hiện đề án bến tre xanh sự quan tâm đồng hành của các cấp ngành để đẩy mạnh chương trình ưu cấp khởi nghiệp đầu tư trang thiết bị tại cơ sở và hỗ trợ kinh phí cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng giải pháp trong quản lý tăng cường thông tin chính thống đẩy lùi các thông tin độc hại nội dung tiêu cực trên không gian mạng Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh các sở ngành đã giải đáp cụ thể về các ý kiến kiến nghị, qua đó cũng đã cung cấp thêm nhiều thông tin cho cán bộ đoàn viên thanh niên ông Lê Đức Thọ, Bí thư tỉnh ủy đề nghị ban các sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan, ban ngành tỉnh và các địa phương ra soát, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách liên quan công tác phát triển thanh thiếu nhi, nghiên cứu xem xét những đề xuất kiến nghị chính đáng của đoàn viên thanh niên để tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Bí thư tỉnh ủy đề nghị ban tổ chức tỉnh ủy, ban dân vận tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh đoàn phối hợp tham mưu tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, gắn với bồi dưỡng đào tạo, bố trí sử dụng, luân chuyển, điều động cán bộ đoàn, sớm tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy kế hoạch bồi dưỡng đào tạo, bố trí sử dụng, luân chuyển, điều động đội ngũ cán bộ trẻ. Đối với tổ chức đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trong tỉnh, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn hội thực sự vững mạnh cả về tư tưởng chính trị và tổ chức, thực sự trở thành đội quân dự bị tin cậy của đảng quan tâm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho thanh niên đối với đoàn viên thanh niên cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ nuôi dưỡng ý chí làm giàu vượt khó với lòng tự trọng và quyết tâm cao trong mọi việc phải là người chủ động nhạy bén dám nghĩ dám làm dám dấn thân vào những việc khó mà xã hội cần dịp này có 33 cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu năm 2022 được tuyên dương ngoài ra ban thư ký quỹ ban hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh tiến hành trao quyết định củng cố và ra mắt hội đồng huấn luyện tỉnh bến tre và câu lạc bộ văn nghệ tỉnh bến tre